Đây, bây giờ chúng ta sẽ giới thiệu thêm một số các cái công cụ để chỉnh sửa, để tô màu ở trong Photoshop. Thế thì công cụ đó thì bao gồm mấy cái như thế này. Đây, công cụ Brush Tone. Công cụ Brush Tone thì nó sẽ giúp chúng ta tô vẽ vào trong cái bức ảnh của chúng ta, và nó sẽ lấy màu ở ô tiền cảnh để mà nó tô vào trong khu vực mà chúng ta vẽ. Ví dụ ở đây là màu gì thì nó sẽ lấy đúng cái màu đó để nó đưa vào. Đó. Thế thì bây giờ có mấy vấn đề mà chúng ta cần lưu ý khi mà chúng ta làm việc với lại cái công cụ brush này. Thứ nhất là về kích thước của công cụ. Vẽ vào vùng to thì tôi muốn sử dụng cái bút to để tô cho nó nhanh. Đúng không? Vẽ vào vùng nhỏ thì tôi phải cần một cái đầu bút cho nó nhỏ, nó vừa, nó không bị lem ra ngoài. Thế thì để sử dụng cái bút này với lại một cái kích thước đầu bút cho nó vừa với công việc của chúng ta thì chúng ta sẽ phải bấm vào cái biểu tượng ở góc trên bên trái này, ở trên thanh option. Khi mà hộp thoại mở ra thì các bạn sẽ kéo con trượt đầu tiên là con trượt size này để các bạn điều chỉnh kích thước của cái đầu bút cho nó to hay nó nhỏ. Đây, chúng ta đưa vào trong thì nó sẽ hiển thị cái vòng tròn tương ứng với kích thước của đầu bút hiện tại. Nếu tôi kéo cái đầu bút lớn lên thì tôi sẽ thấy cái đầu tròn ở bên trong hình này nó sẽ lớn lên. Có các cái cách điều khiển thì cũng tương tự như là tôi đã nói với các bạn. Một là đặt vào cái chữ size này, bấm và kéo ở trên chữ size là sang trái hay sang phải. Sang phải là tăng, sang trái là giảm, đúng không? Thứ hai là kéo thẳng con trượt này. Thứ ba là các bạn làm sao đây ạ? Gõ trực tiếp cái tham số vào đây. Tuy nhiên, cái thao tác gọi là đưa chuột lên trên này để sổ các thứ ra để chọn nó cũng vẫn tương đối mất thời gian. Do đó thì chúng ta sẽ sử dụng một cái phương pháp khác để tăng hay giảm một cách nhanh hơn cho cái kích thước của đầu bút bằng cách là chúng ta sử dụng bàn phím. Để sử dụng bàn phím thì chúng ta sẽ sử dụng hai phím là mở ngoặc vuông và đóng ngoặc vuông ở trên cái bàn phím của chúng ta. Tuy nhiên, cần lưu ý một chút cho tôi là nó sẽ có xung đột nếu như chúng ta mở thêm một số cái phần mềm khác, mà cơ bản nhất ở đây là nó sẽ xung đột với lại phím tắt của cái bộ gõ tiếng Việt Unikey hoặc Việt Key gì đó. Nó sẽ xảy ra vấn đề gì? Này, chúng ta cùng nhau xem. Bây giờ tôi mở một cái cửa sổ này ra và tôi tạo ra thêm một vài cái layer. Ở mỗi layer này thì tôi sẽ vẽ một con số để thể hiện đấy là layer nào. Đó. Bây giờ tôi có một layer gốc cộng với lại bốn layer mà mới tạo ra. Bây giờ tôi sử dụng cái phím tắt là phím tắt đóng ngoặc vuông hoặc mở ngoặc vuông để tăng hay giảm kích thước. Trong đó mở ngoặc vuông là giảm kích thước, đó, và đóng ngoặc vuông là tăng kích thước. Bây giờ tôi nhấp chuột này, nhấp nhấp cái phím tắt này, đó. Một lần chưa thấy gì, hai lần thì các bạn thấy cái gì đấy ạ? Cái layer số 4 mất. Layer số 3 mất, layer số 2 mất, layer số 1 mất. Như vậy là nó đang xung đột với lại cái phím tắt của cái bộ gõ Việt Key. Đấy, vậy thì bây giờ chúng ta vẫn muốn là sử dụng được cái phím tắt này để tăng giảm kích thước đầu bút cho nó nhanh, nhưng đồng thời là không bị xóa mất cái layer, thì chúng ta sẽ phải xử lý như sau. Một là các bạn tắt hẳn cái bộ gõ này đi thì thôi, cái chuyện đó nó sẽ không xảy ra nữa. Hai là các bạn chuyển đổi cho tôi từ gõ tiếng Việt sang tiếng Anh nhé, thì nó cũng sẽ không xảy ra cái tình trạng này nữa. Bây giờ tôi undo lại và để tôi duy trì đủ bốn layer này. Bây giờ các bạn quan sát này, đây tăng này, tôi đang gõ cái phím gì đây ạ, đóng ngoặc vuông này, giảm này, tôi gõ cái phím gì đây, mở ngoặc vuông, thì đầu bút tăng giảm kích thước nhưng mà không làm mất đi các layer. Trong một số trường hợp thì tôi cũng không rõ là nó xung với cái gì thì nó lại ngược lại là nó lại nhân bản cái layer mà chúng ta đang xử lý lên thành các lớp phía trên nữa. Đấy, có hai trường hợp nhé, một là bị xóa mất layer và hai là bị gì đấy, nhân bản layer lên, thì đều là những thứ chúng ta đều không mong muốn cả. Vậy thì các trường hợp đó các bạn cần xử lý cho tôi là kiểm tra bộ gõ tiếng Việt có bật hay không. Hai trường hợp xử lý, một là tắt hẳn đi, hai là
từ chế độ gõ tiếng Việt thì các bạn chuyển cho tôi về chế độ gõ tiếng Anh, thì lúc đó các bạn có thể thoải mái tăng hoặc giảm kích thước đầu bút một cách nhanh chóng để phù hợp với lại cái khu vực của chúng ta làm, diện tích lớn hay nhỏ. Vấn đề thứ hai là gì? Vấn đề thứ hai là kích thước đầu bút, nhưng chúng ta lại còn có hai loại đầu bút cứng hay đầu bút mềm. Và cái này thì nó tương tự giống như là trường hợp chúng ta làm việc với vùng chọn có và không có feather. Đây, bây giờ chúng ta xem thử một cái ví dụ khác như thế này. Tôi lấy một cái đầu bút có kích thước là 200 pixel và tôi thiết lập cho nó là chế độ đầu bút cứng. Cứng với mềm thì nó phân biệt như thế nào? Đây các bạn quan sát ở trong cái thư viện đầu bút thì các bạn sẽ thấy là có hai dạng cơ bản. Một các dạng cơ bản thì đều là hình tròn, nhưng nếu mà quan sát ở đây thì các bạn sẽ thấy là có những cái hình mà nó là hình tròn và màu trắng đều, thì đấy là dạng đầu bút cứng. Còn đầu bút mềm là dạng đầu bút mà cũng vẫn hình tròn nhưng mà nó có cái dạng giống như tô truyền đấy. Thế và bây giờ nếu như tôi sử dụng một cái đầu bút cứng thì ở đây các bạn sẽ nhìn thấy rõ này, đầu bút cứng là gì? Là tham số hardness này nó sẽ là ở 100%. Chúng ta có thể giảm các cái tham số này xuống, và cũng tương tự giống như là opacity vừa nãy, 100% là đục, chúng ta không nhìn xuyên qua được, và dưới 100% là bắt đầu có khả năng nhìn xuyên qua, nhưng nhìn xuyên qua ít hay nhiều thì do cái tham số chúng ta thiết lập nó là bao nhiêu. Tham số càng bé thì nó càng nhìn xuyên qua, và tham số bằng 0 thì trong suốt. Thì cũng tương tự như vậy, thì cái hardness này, cái tham số độ cứng của đầu bút, nếu chúng ta để ở 100% thì nó sẽ cho chúng ta đầu bút cứng. Diện tích đầu bút thế nào, hình hài đầu bút thế nào, chúng ta kích chuột vào một cái là nó sẽ ra đúng cái kích thước và cái diện tích như thế. Tuy nhiên nếu như chúng ta giảm cái độ cứng của đầu bút xuống thì vẫn cái size là như thế, nhưng mà cái kết quả mà chúng ta nhận được ở trên màn hình nó sẽ không hoàn toàn giống như chúng ta vẫn nhìn thấy. Đây các bạn quan sát nhé, đây là đầu bút 200 pixel và ở dạng cứng, tôi kích chuột một cái thì tôi sẽ ra một cái diện tích đầu bút đúng bằng cái diện tích mặc định của chúng ta vừa thiết lập là 200, đúng không? Bây giờ tôi mới giảm cái độ cứng này xuống, không phải 100%, ví dụ 90% đây. Tôi kích một cái thứ hai, tiếp tục nữa, tôi giảm cái này xuống còn 80%, 70%, 60%, 50%, 40%, 30%, 20%, 10%, 5 0. Rồi các bạn nhìn thấy cái gì đấy ạ? Size là giống nhau nhé, size đều là 200 pixel, nhưng với cái đầu bút được thiết lập chế độ cứng mềm khác nhau thì nó cho chúng ta những cái kết quả hoàn toàn khác nhau. Cái này là 200% và cứng ở giá trị 100% thì nó đúng duyệt luôn, là chiều nào cũng là 200 cả. Nhưng bắt đầu giảm cái tham số hardness, cái độ cứng xuống, thì bắt đầu các bạn sẽ nhìn thấy là cái diện tích mà chúng ta nhận được khi mà chúng ta kích chuột nó nhỏ lại, tương ứng với lại độ cứng giảm đi. Do đó thì khi mà chúng ta làm việc thì chúng ta sẽ phải lưu ý tới mấy vấn đề. Đó, ở đây là sẽ có hai vấn đề chính. Nhất là size của cái đầu bút là to bao nhiêu, và thứ hai là độ cứng của đầu bút là bao nhiêu. Thực ra là chúng ta có thêm một số các vấn đề như thế này nữa. Đây, bây giờ chúng ta lại làm một cái ví dụ tiếp theo. Nếu bây giờ tôi vẫn lấy cái giá trị đầu bút là 200 pixel, độ cứng vẫn cứ là 200 cả đi. Nhưng bây giờ chúng ta lại lưu ý tới một cái giá trị nữa là giá trị opacity nhá, opacity. Bây giờ tôi kích này, opacity này là 100%, đúng không? Bây giờ tôi lại giảm opacity này còn 90 thôi.
đây tốt nhất là undo lại, chúng ta làm việc ở trên một cái như thế này đi, tô màu vàng đi. Nào, tô màu vàng được chưa? Bây giờ tôi mới tạo ra một cái layer mới ở trên này, và bây giờ tôi mới sử dụng cái màu xanh này đi. Chúng ta cùng nhau xem nhé. Đây là opacity là 100 này, được chưa? Chúng ta sẽ không nhìn thấy màu vàng bên dưới, đúng không? Bây giờ tôi lại chuyển tiếp cái này còn 90%, 80%, 70%, 60%, 50%, 40%. Đấy, đại loại như thế này thì các bạn sẽ nhìn thấy cái vấn đề gì ạ? Nó trong. Do cái phần mà kết quả vẽ xuống một lớp là trong, cho nên là chúng ta lại nhìn thấy là nó một phần màu ở bên dưới nó thấu lên. Vậy thì cái bút của chúng ta nó sẽ gặp phải mấy trường hợp là như thế nào? Một là size to nhỏ bao nhiêu thì nó sẽ cho nét bút của chúng ta to hay nhỏ bao nhiêu. Cái cứng với mềm thì nó sẽ cho đường biên của cái nét vẽ của chúng ta nó sẽ rõ hay mờ, và trông cái kết quả nó trên đấy to hay nhỏ. Đấy. Cái thứ ba là opacity, độ trong đục của nó như thế nào thì nó sẽ làm cho thấu được màu bên dưới lên hay không. Và cuối cùng quay trở lại cái khái niệm là gì đây ạ? Blending mode. Đấy, thì chúng ta lại có một cái vấn đề nữa, đó là khi mà chúng ta sử dụng một cái chế độ blending mode khác nhau thì nó sẽ cho cái kết quả lại khác nhau. Đấy, bây giờ chúng ta quay trở lại cái này, vấn đề là opacity 100% đi. Tôi lại lấy một cái ví dụ khác, bây giờ mở một cái ảnh cho nó dễ. Này, đây, lấy cái ảnh này đi nha. Bây giờ chúng ta sẽ xem thử xem này. Tôi vẽ ở chế độ normal, được chưa? Các bạn sẽ thấy là nó đè lên và chúng ta không nhìn thấy cái gì nữa. Điểm ảnh gốc là mất. Bây giờ tôi lại để ở chế độ gì đó, Display. Các bạn cũng sẽ nhìn thấy mất, nhưng cái này thì nó hơi khác một tí. Đây, quan sát giữa display và cái normal nó khác nhau như thế nào. Normal thì nó mịn, nó căng. Display thì nó sẽ cho cái phần mà viền này nó sẽ bị gai như thế này. Nếu mà tôi giảm opacity xuống thấp thì kết quả display và nó sẽ như thế này. Nó lăm răm này, không đều. Đấy. Nếu mà tôi chọn darken thì tô vào nó sẽ tạo ra cái, đây xin lỗi, để tôi tăng lại cái opacity lên cho nó đủ đã. Đấy, thì tô vào vẫn là cái màu xanh này là màu xanh chủ đạo, nhưng lúc này bắt đầu có tính chất trong và nó tô lên, và nó tô ở góc độ là gì đây, đậm, tạo ra màu xanh, nhưng tạo màu xanh đậm vẫn nhìn thấy gì đây ạ, vẫn nhìn thấy cái cấu trúc cũ của cái điểm ảnh ở bên dưới, nhưng mà màu lúc này nó sẽ trở nên là đậm. Đó, bây giờ chúng ta lại thử nghiệm tiếp các cái chế độ khác nữa nhé. Multi, gần gần tựa tựa như thế. Tiếp tục nữa này, Color Burn này, chế độ là màu sẫm này. Ở đây nó phụ thuộc rất nhiều vào cái ảnh gốc. Ảnh gốc nó sẽ cho chúng ta, đây, nếu thế thì có lẽ tôi sẽ kiếm một cái màu khác cho nó, cho nó đa dạng hơn về màu để chúng ta nhìn cho nó rõ hơn nhé. Xem đây. Đây, thử xem đây. Bây giờ này, thử này, normal này. Không nhìn thấy gì nhá, đúng không? Display vừa này. Răm răm này, đúng không? Darken này. Đậm này. Multi này,
color burn này, sẫm này, liner burn này, darker color này, chỉ cho hiện lên nếu như trong trường hợp là các cái màu đó nó là màu sẫm, thấy chưa? Các màu sáng thì bị bệt luôn vào cái màu màu bình tô, nhưng những màu sẫm hơn hoặc là có tính chất sẫm thì lại được phép nổi lên, không bị dập đi. Lighten này, tô vào thì nó lại làm cho những cái khu vực đấy nó lại sáng lên. Screen cũng là làm sáng lên. Đấy. Color dodge, color burn, line dodge đã này, lighter color này, overlay này, sharp line này, hard line này. Hard line thì nó cũng gần như là nó dập đi, chỉ có những cái phần màu nào tương đối sẫm thì bắt đầu nó lại hiện lên. Đó. Mạnh một tí. Vivid line này. Màu thì các bạn để ý là kích thước của đầu bút của chúng ta vẫn là duy nhất nhé, đúng không? Chế độ đầu bút vẫn duy nhất. Chế độ màu tô hòa vẫn là như nhất. Nhưng khi mà chúng ta sử dụng các cái chế độ hòa trộn khác nhau thì kết quả ra lại hoàn toàn khác nhau. Linear này, linear line này, pink line này. Tất nhiên ở đây nó còn phụ thuộc thêm vào là cái gì? Cái màu của cái bức ảnh ở phía dưới nó là màu gì? Nó sáng hay nó tối? Nó có cái tính chất như thế nào mà nó sẽ phản ứng lại với lại cái màu mà tô lên bên trên. Difference này thì nó sẽ gần như là một cái dạng làm hơi giống đảo màu một tí. Đó. Exclusion này, subtract này, divide này, hue, saturation. Color thì chính là cái mà vừa nãy chúng ta vừa làm mẫu rồi đấy. Giữ cái cấu trúc và nó phủ thêm màu. Luminosity thì cái này nó sẽ làm theo cái kiểu là lấy màu của, tức là nó không dùng màu của chính bản thân nó mà nó lấy màu của cái thằng ở dưới ăn lên. Đấy, đại loại là như thế. Thế còn sẽ có một vài cái ví dụ cụ thể để chúng ta xem là nó sẽ được sử dụng như thế nào. Đấy, trước hết là nhắc lại, nhưng ở đây chúng ta sẽ làm thêm một vài cái ví dụ như thế này. Có một hai cái chế độ này thì cũng phải nói thêm, đó là B2 và Clear này. Clear này là cái tương đối mới được bổ sung vào gần đây, còn B2 thì có từ lâu rồi, nhưng B2 thì phải đúng chế độ thì nó mới hiển thị được. Cũng giống như là cái Film Content Away thì cái yêu cầu của nó là gì, phải có một cái vùng chọn thì nó mới cho phép các bạn sử dụng cái lệnh đấy. Thì cái B2 nó cũng tương tự như thế. Đây, các bạn quan sát B2 thì tôi lấy ví dụ như sau. Tôi có một cái layer như thế này và tôi tô một cái màu vào đây. Được chưa? Đây là một cái layer nằm phía trên. Đó. Bây giờ tôi vẫn làm việc ở layer này và tôi sử dụng bút và tôi để ở chế độ là B2. Tôi tô thử một màu vào nhé. Các bạn quan sát này. Tô vào đây có thấy gì không? Không thấy gì, nhưng tôi tô ra đây thì bắt đầu thấy. Cái này nó gây ra cảm giác gì nhỉ? Gây ra cảm giác như là vẽ vào phía sau của cái layer này. Đấy, đấy là chế độ B2. Thế là nó cho phép chúng ta giả lập rằng là cái này được vẽ ra sau một cái gì đó, nhưng thực ra thì nó không phải là như thế. Có nghĩa là nó cho phép các bạn vẽ vào vùng trong suốt chưa có điểm ảnh, còn vùng nào có điểm ảnh rồi nó không cho phép vẽ vào nữa, mà gây ra cảm giác giống như vẽ ra phía sau. Cái này sẽ giúp cho các bạn là giải quyết những cái mà mang tính hậu cảnh một tí, hoặc là ví dụ như là chúng ta muốn làm một cái giống như cái bóng chẳng hạn, đúng không? Khi mà một cái layer như thế này mà chúng ta có một cái nhu cầu muốn tạo
một cái bóng ở phía sau. Thì tôi có thể là làm một cách đơn giản nhất như thế này. Đây, Control, xong rồi các bạn click vào cái thumbnail cái hình thù nhỏ này thì nó sẽ tải ra cái vùng chọn. Bây giờ các bạn kéo tạm cho tôi cái vùng chọn này nó lệch đi một tí. Sau đó thì các bạn sử dụng cái bút này và các bạn vẽ theo kiểu behind, đúng không? Thì các bạn không lo là nó bị lấn vào trong cái gì đây, cái vùng ảnh đã có, đúng không? Và trông như thế này giống như là có một cái bóng ở phía sau. Đấy, ví dụ như vậy. Thì như thế là chúng ta có những cái chế độ khác nhau. Đó, chúng ta có chế độ khác nhau. Còn cái clear này thì nó giống như cái tẩy, có nghĩa là chúng ta vẽ vào đâu thì thực ra là chúng ta sẽ xóa bỏ đi đến đấy, cái điểm ảnh đi đến đấy. Thì cái clear này là cái tương đối mới, mãi về các phiên bản rất rất sau về đây thì nó mới bổ sung thêm cái clear đấy. Thế thì bây giờ chúng ta quan sát qua để chúng ta nắm được cái đó. Thế bây giờ sử dụng cái này như thế nào? Đó, vẽ một cách đơn giản thì tôi vẽ thêm cái gì thì tôi vẽ vào. Nhưng mà thường thì là cái tính chất ở đây chúng ta sử dụng trong Photoshop, chúng ta sử dụng là với mục tiêu chủ yếu là edit, có nghĩa là đã có một cái gì đó rồi và sau đấy thì tôi sẽ vẽ thêm vào. Vẽ thêm vào thì ví dụ như cái gì, ví dụ như này, đây là một cái ảnh mà tôi muốn nhấn màu vào, đúng không? Thì bây giờ chẳng hạn như là tôi muốn tô thêm màu môi thì tôi sẽ vẽ vào đây, có lẽ là tôi sẽ sử dụng cái chế độ color, đúng không? Khi tôi sử dụng chế độ color thì tôi sẽ phải giảm bớt cái kích thước của cái công cụ này đi. Và bây giờ thì tôi sẽ vẽ vào. Muốn mà cho nó mềm mại thì tôi sẽ chọn gì đây? Bút mềm thôi, tại vì là makeup thì không thể nào mà cứng quá, sắc quá thì trông nó sẽ xấu, đúng không? Và bây giờ tôi vẽ vào đây, các cái nét môi vẫn còn, đúng không? Và bây giờ tôi vẽ, tôi tô thêm son, tôi makeup vào. Tuy nhiên thì lại không khuyến khích là làm như thế này. Vì sao ạ? Vì là chúng ta đang tô vào cái layer gốc. Và đấy là điều nguy hiểm. Bây giờ các bạn cố gắng lưu ý giúp tôi, đó là làm việc thì nên làm việc ở trên một cái lớp khác, chứ không nên làm việc trực tiếp lên trên layer gốc, bởi vì làm việc với layer gốc là cái điều vô cùng nguy hiểm. Chúng ta sẽ undo lại. Đó. Và chúng ta sẽ xử lý như sau. Các bạn nên tạo cho tôi một cái layer mới. Bút thì các bạn trả về cho tôi chế độ normal thông thường. Bây giờ tôi sẽ vẽ vào đây. Đó. Thì các bạn sẽ nhìn thấy cái layer này nằm phía trên và che lấp, không nhìn thấy gì ở phía dưới. Tuy nhiên tôi sẽ làm cho nó biến đổi rất nhanh bằng cách là thay đổi thuộc tính hòa trộn của layer này. Thay vì là thay đổi thuộc tính của công cụ thì tôi vẫn sử dụng công cụ ở chế độ thông thường thôi. Nhưng tôi sẽ chuyển cái chế độ color cho cái thằng này. Thì lúc này nó hòa trộn ở trên lớp trên với lớp dưới theo chế độ color. Thì các bạn sẽ nhìn thấy là nó vẫn giữ được các cái gì đẹp, các cái cấu trúc đậm nhạt, các cái nét môi. Thế và đến lúc mà chúng ta thấy cái đoạn nào mà chúng ta cảm thấy là không thích thì các bạn có thể xử lý bằng cái công cụ gì đây, clear này. Đã, vẽ bớt nó đi, đúng không? Nếu mà muốn mà nhẹ nhàng hơn nữa thì các bạn xử lý cho tôi mấy cái vấn đề. Một là gì đây, opacity giảm đi. Đấy, opacity giảm đi thì mỗi một lần mà nó như thế này nó tẩy bớt đi ít thôi. Đấy, nó không tẩy đi hết thì các bạn có thể giảm, hoặc là không thì rất là đơn giản là gì đây, các bạn giảm luôn cho tôi cái gì, cái opacity của cái layer này, ví dụ tôi để nó chỉ còn khoảng 50% thôi hoặc 30% thôi thì nó tự nhiên nó ăn nhập vào rất là mềm. Đấy, cũng tương tự như thế, thay đổi màu mắt nhé. Ví dụ bây giờ đang là cái ảnh này ảnh đen chẳng hạn, bây giờ tôi thích là mắt xanh cơ, đúng không? Thì tôi cũng làm như thế, có thể làm lên luôn chưa lên trên cái lớp môi này, hoặc không thì đây tôi lại tạo một lớp mới, đổi chế độ sang thành gì đây, color. Sau đó thì tôi dùng bút này, đúng không? Tôi để chế độ normal thôi và tôi tô vào đây, chỗ nào quá thì xử lý đi. Thực ra các bạn có thể dùng cái này, hoặc là các bạn sử dụng cái gì nhỉ, sử dụng tẩy, đúng không? Nhưng mà tẩy thì tôi chưa hướng dẫn cho nên là tôi lại phải hướng dẫn thêm về tẩy,
Vậy các bạn, nào, bây giờ chúng ta nói đến tẩy. Tẩy thì đương nhiên là dùng để tẩy rồi, không còn gì phải thắc mắc nữa. Đó. Thế thì nó sẽ có mấy vấn đề mà các bạn cần phải lưu ý. Đầu tiên bây giờ chúng ta phải tìm hoặc phải lấy ra một cái ảnh để chúng ta làm việc đã. Nào, tắt bớt mấy cái này đi. Và chúng ta bắt đầu sử dụng tẩy. Thế thì lưu ý với tôi là cái lớp background này là một lớp tương đối đặc biệt so với các lớp còn lại. Đó. Bây giờ tôi tẩy một cái thì các bạn sẽ thấy cái gì đây ạ? Hình ảnh mất đi và nó lộ ra cái màu đỏ. Màu đỏ đâu ra? Màu đỏ là màu ở cái background này. Bây giờ các bạn cứ tưởng tượng như là background là cái nền để chứa, để đặt các thứ lên, đúng không? Bây giờ ví dụ như là các bạn đặt một cái tờ giấy hay một cái ảnh, nếu các bạn tẩy nó bay sạch sẽ ở cái đoạn tẩy đấy đi, ở trên tờ giấy hoặc cái ảnh, thì chúng ta sẽ nhìn thấy cái gì? Chúng ta sẽ nhìn thấy cái màu của màu vàng bên dưới, đúng không? Thế thì đây chính xác chúng ta đang làm việc ở trên một lớp background. Do đó nếu mà tẩy mất cái điểm ảnh đi thì chúng ta sẽ nhìn thấy màu của background. Vậy thì tẩy nếu ở trên lớp background thì sẽ nhìn thấy màu nền. Bây giờ chúng ta quay trở lại, chúng ta nhấp nút vào lớp background như thế này, đúng không? Function F12 hoặc F12 để quay trở về trạng thái ban đầu. Bây giờ tôi nhấp nút vào đây, tôi chuyển đổi cái lớp background thành lanh hay không, thì khi mà tôi tẩy đi, điều gì xảy ra? Điểm ảnh mất sạch và cái đằng sau của nó là cái trong suốt, trống rỗng, không có gì cả. Vậy thì bây giờ tẩy chỉ có mấy vấn đề cần phải lưu ý thôi, cũng rất giống như là bút vừa rồi. Một là size, giờ kích thước lớn bao nhiêu để cho chúng ta tẩy vào vùng lớn hay vùng bé. Thứ hai là cái hardness này, là cái độ cứng mềm là bao nhiêu thì chúng ta sẽ tăng hay giảm. À đây, nhân dịp cái này thì chúng ta lại quay lại vừa nãy tôi bị sót một cái. Đó là size giờ thì chúng ta có thể tăng giảm bằng phím gì đây nhỉ? Cái đóng hoặc vuông hoặc mở hoặc vuông là để chúng ta tăng giảm cái size giờ. Thế còn cái phần mà độ cứng mềm thì chúng ta vẫn sử dụng cái phím đó, nhưng kèm thêm cho tôi phím shift. Khi mà chúng ta sử dụng phím shift cộng với lại phím mở hoặc vuông hoặc là đóng hoặc vuông thì chúng ta sẽ làm cho cái đầu bút trở nên cứng hơn hay mềm hơn. Đấy, thay vì việc là cứ phải trỏ chuột tít lên đây xong rồi thiết lập các tham số hơi mất thì giờ, thì các bạn có thể sử dụng kèm cho tôi là phím shift cộng với lại đóng hoặc vuông hoặc mở hoặc vuông để tăng hay giảm cái độ cứng hoặc mềm của đầu tẩy. Tất nhiên là cứng với mềm thì nó sẽ dẫn tới cái điều khác nhau, đúng không? Đây, các bạn quan sát. Tôi kích chuột một cái. Đây, tôi lấy một cái size là 100 đi, 200 như vừa nãy đi, cho nó to, cho nó dễ nhìn. Độ cứng là 100. Đây, tôi bấm một cái là mất sạch sẽ cái vùng điểm ảnh đó, đúng không? 200 x 200. Đấy. Nhưng bây giờ tôi giảm cái này đi, giảm cái độ cứng đi. Thì khi tôi bấm một cái như thế này thì nó xóa, nhưng mà nó xóa mờ, đúng không? Những cái lúc mà tẩy xóa mà bắt đầu làm cho cái thao tác là make up như thế này thì nó cần phải mềm mại, nó cần phải lẩn dần vào nhau, thì khi tẩy thì cũng nên là dùng tẩy mềm thôi. Và nếu mà cần thiết nữa thì các bạn giảm vô cái opacity thấp đi một tí. Giảm opacity thì nó như thế nào? Nó giống như là chúng ta nhấn mạnh tay hay là làm nhẹ tay. Các bạn cứ nhớ lại cái thao tác lúc mà các bạn đi học phổ thông, các bạn viết sai hoặc là các bạn viết bẩn thì chúng ta sẽ có hai cách xử lý khác nhau, đúng không? Nếu viết sai thì các bạn sẽ làm mọi cách các bạn tẩy cho bằng bay cái kết quả mà sai đấy để các bạn thì viết lại một cái kết quả đúng hơn. Nhưng nếu các bạn viết vẫn đúng rồi nhưng mà nó chỉ bị lem nhem, nó bị bẩn thôi, thì chúng ta dùng tẩy nó lại theo một cái phương pháp khác, đó là chúng ta tẩy nhẹ nhẹ để bay các cái bẩn ở tay chân chúng ta bám đi, nhưng vẫn giữ lại cái gì, cái kết quả mà các bạn vừa mới viết, đúng không? Thế thì cái opacity nó sẽ có cái tính chất như thế. Nếu mà các bạn muốn tẩy nhẹ, tẩy mềm mại thì các bạn giảm bớt cái opacity đi. Đấy, còn muốn tẩy bay, tẩy sạch sẽ đi thì các bạn tăng opacity để cho nó là 100% cho thôi. Thế bây giờ chúng ta có mấy cái vấn đề cần phải lưu ý thêm. Đó là tẩy thì không phải chỉ có một loại. Đấy. Tẩy bình thường, Erase Tool, Background Erase Tool và Magic Erase Tool. Magic Erase Tool. Rồi, ok. Vậy thì bây giờ chúng ta có cái tẩy Erase Tool là tẩy thông thường, là chúng ta vừa mới demo cho nhau như thế rồi. Chỉ cần lưu ý tới hai vấn đề. Đấy là tẩy ở trên một lớp bình thường hay là tẩy ở trên một lớp background. Đấy, tẩy bình thường sẽ bay sạch sẽ hoặc là bay một phần cái phần hình ảnh đi, nhưng đằng sau của nó là chống trơn, đúng không?
còn tẩy ở trên background thì nó sẽ lộ ra cái màu của cấu cảnh. Thế nhưng mà ở đây chúng ta sẽ lại gặp một cái trường hợp như thế này, tôi muốn tẩy bỏ cái nền đi thì chúng ta lại quay trở về một cái mục tiêu rất là quen thuộc của Photoshop, đó là tôi chọn một cái vùng chọn nào đó, một vùng hình ảnh nào đó, sau đó tôi muốn tách bạch nó ra để tôi làm một việc gì đó ngay trên cái bức ảnh đó, hoặc là tôi ghép sang một cái bức ảnh khác, một cái hộp ảnh khác. Thế thì chúng ta sẽ phải tìm một cái bài phức tạp hơn một chút để chúng ta trao đổi với nhau. Đây, ví dụ cái bài này chúng ta mới quan sát để chúng ta làm việc với lại cái bài này. Chẳng hạn bây giờ tôi yêu cầu các bạn lọc cho tôi cái cây dừa này ra. Đó, tôi yêu cầu lọc cái cây dừa này ra, chọn đi, lấy cho tôi cây dừa. Thế thì các công cụ mà đã được trao đổi của các bạn là gì? Maki có chọn được không? Không chọn được đúng không? Tại vì là Maki nó chỉ có hai hình là hình chữ nhật và hình tròn thôi, trong khi cái hình cây dừa này là một hình rất phức tạp. Vậy thì cái Lasso có làm được không? Lasso chúng ta có 3 Lasso: Lasso thông thường, Lasso magnetic và Lasso polygon. Các trường hợp này cũng có cái được, có cái không. Nhưng mà tại vì công việc của chúng ta nó sẽ rất phức tạp, các tàu lá và các cái hậu cảnh lan xen vào nhau vô cùng là phức tạp, cho nên là sử dụng cái Maki không được, Lasso cũng không xuôi hết vấn đề. Thế thì bây giờ cái magnetic có được không? Magnetic cũng quá là khó khăn. Magic được không? Có thể được một phần. Direct selection được không? Cũng có thể được một phần. Nhưng mà tất cả các cái trường hợp đó đều vấp phải những cái khó khăn nhất định. Vì sao? Vì cái hình của chúng ta quá phức tạp. Thế bây giờ chúng ta sẽ phải làm quen thêm một cái tư duy làm việc khác. Khi mà có hai phần, một phần là hình ảnh tiền cảnh phía trước và một phần là hậu cảnh phía sau, nếu như mà tôi lại cần phải lấy một cái tiền cảnh phức tạp thì thôi, tôi không lấy cái tiền cảnh phức tạp đó mà tôi sẽ xoay trở lại theo một cái tư duy ngược, đó là nếu thế thì sao, nếu như bây giờ tôi xóa hết nền đi thì sẽ còn hình đúng không, mà nền thì đơn giản hơn, nền màu thuần nhất hơn, dễ hơn, vậy thì tôi sẽ chọn cái phương pháp là xóa hết nền đi để còn lại hình. Đấy, tư duy của chúng ta sẽ giải quyết theo cách đó chứ không phải cố gắng làm cái điều phức tạp. Thế thì bây giờ chúng ta sẽ xem thử chúng ta làm như thế nào nhé. Đây, trước hết là tôi cúp cái hình này lại đã để cho nó đỡ vướng đến cái những cái phần bên kia. Đây, crop này xong, bây giờ tôi mới xử lý. Trước hết là cái tẩy này là chúng ta vừa giới thiệu rồi, bây giờ tôi nói tiếp đến cái tẩy thứ hai là background erase. Đúng theo tên đó là gì đây? Tẩy nền. Bây giờ chúng ta xem thử tẩy nền và tẩy kia nó khác nhau cái gì. Đấy nhá, các bạn quan sát thử giúp tôi này. Erase, đây là cái đầu tẩy erase này, bình thường này. Và đây là cái đầu tẩy gì đây? Background. Nó có gì khác nhau ạ? Khác ở cái gì ạ? Ok, đúng rồi. Nó có một dấu thập nằm ở tâm. Bây giờ các bạn quan sát thử nhá. Tôi sẽ quay đổi lại giữa hai cái công cụ này để tôi xóa thử để cho các bạn xem nhá. Đây là tẩy thường này, kích một cái cả gì đây nhỉ? Cả hình lẫn nền đều bị bay đi, đúng không? Đây, quan sát này. Sạch sẽ luôn cả trời lẫn cây, hoặc là cả hậu cảnh lẫn tiền cảnh, đúng không? Bây giờ tôi lại làm lại cái đó với lại cái tẩy background. Nào, bây giờ đưa về cũng đúng kích thước như nhau nha. Đây, bây giờ các bạn quan sát nha. Nó tẩy cái gì ạ? Background. Nó tẩy background, không đụng gì đến lá cây. À, kích thước giống như nhau, vị trí cũng là ná như nhau, tại sao nó tẩy cái này mà nó không tẩy cái kia? Thì bí mật nó nằm ở cái chỗ là cái dấu cộng nó nằm ở đâu. Dấu cộng nằm ở nền trời thì nó sẽ đo giá trị nền trời, sau đó trong phạm vi hoạt động của cái diện tích đầu tẩy này, nó sẽ chỉ chọn cái màu giống như cái màu ở cái điểm cộng đó mà nó xóa, còn màu khác thì nó ngó lơ, nó coi như không nhìn thấy, do đó thì nó sẽ chỉ tẩy màu nền trời thôi.
ở đây thì vẫn còn tương đối dễ, nhưng bắt đầu vào đây xem vào đây thì các bạn đã nhìn thấy là nó dính dáng đến tàu lá rồi đúng không? Đây bây giờ tôi kích sâu vào nữa này. Thế nhưng sẽ lại có câu hỏi là thế thì bảo là tẩy nền trời, tại sao nó chỉ tẩy nền trời có quãng này mà nó lại không tẩy ở chỗ này? Thì nó có hai vấn đề, một là phạm vi cái diện tích ảnh hưởng của cái đầu tẩy nó có nằm ở đấy không, thứ hai nữa là nó có gặp phải một cái diện tích một cái đường chấm nào đó khác màu hay không. Thực ra về bản chất là gì, chúng ta sẽ thấy là trước đây chúng ta muốn xóa các đoạn nào đi thì chúng ta sẽ tạo ra một vùng chọn này đúng không, sau đó chúng ta sẽ nhấn phím delete này, chúng ta xóa đi đấy. Và đơn giản giống như tôi vừa mô tả thì giống như là chúng ta sử dụng magic wand, chúng ta kích vào một điểm và nó sẽ dựa trên cái giá trị màu đó nó tạo ra một vùng chọn. Sau khi vùng chọn có rồi thì chúng ta sẽ nhấn phím delete ở trên bàn phím để chúng ta xóa đi. Nhưng bây giờ thì nó kết hợp vào 2 trong 1, có nghĩa là tôi đặt cái trỏ chuột vào dấu cộng nằm ở đâu thì nó sẽ đo giá trị màu ở đó, và trong phạm vi cái đầu tẩy đấy nó sẽ tìm tất cả những cái đoạn màu nào có giá trị tương tự như là cái giá trị màu ở cái điểm dấu chữ thập vừa kích vào. Nó chọn xong và nó cũng âm thầm là nhấn phím delete thay cho chúng ta là xóa đi. Thế thì bây giờ chúng ta sẽ xem tiếp như thế này. Tôi làm thử một cái ví dụ như thế này. Đây, tôi đặt trỏ chuột vào đây chẳng hạn. Thế thì các bạn sẽ nhìn thấy là cái màu trời nó sẽ nằm ở đâu nhỉ? Nằm ở khu vực này đúng không? Nằm ở khu vực này, đều nằm ở trong phạm vi của cái tẩy cả đúng không? Tôi kích này thì nó xóa đây. Thế nhưng bây giờ tôi đổi lại chế độ là discontinuous này. Đó. Thì sao ạ? Thì nó sẽ xóa tất cả những cái màu tương tự như thế ở trong phạm vi đầu tẩy. Ở đây chúng ta có một cái tàu lá nó nằm vắt ngang, nó tạo ra một cái dải màu khác. Đấy, nhưng mà do chúng ta để ở chế độ là gì đây? Không không liên tục, có nghĩa là cho chấp nhận vượt biên giới, kể cả trong trường hợp mà bị một màu khác nó chen ngang qua thì nó vẫn cứ ở trong phạm vi đầu tẩy đấy, diện tích đầu tẩy đấy mà có màu đấy là nó xóa. Với cách như thế này thì chúng ta có thể xem chui vào trong bất cứ một cái chỗ nào nó lăm tăm, nó chen chúc ở trong các cái hình với nền như thế này, miễn là các bạn cứ kích vào được đúng cái màu các bạn cần, lập tức là nó sẽ xóa đây cho các bạn. Đấy, như thế này thì chúng ta mới xử lý được sự vụ. Còn nếu không thì dùng các công cụ trước đây mà bảo là lọc lấy cái cây này ra để mà ghép vào cái chỗ khác thì thôi, chắc là giống như chuyện chuyện gì về hay là bé lọng lem thì nếu mà bị bắt trộn gạo với thóc vào và nhặt ấy, không làm được đấy. Nhưng mà bây giờ chúng ta sẽ chọn một cái tư duy nó đơn giản hơn là gì đây, nền trời thì dễ chọn hơn, vậy thì tôi sẽ xóa hết nền trời đi, thì cuối cùng chúng ta sẽ còn lại được gì, cái cây ở phía trước đấy, do nó cho phép chúng ta lách vào các khe nhỏ và xóa theo các giá trị màu đấy. Với cách như thế này thì các bạn lại có thể là chọn các bạn lách like, các bạn xử lý được. Và cuối cùng thì còn có một cái công cụ nữa mà chúng ta có thể dùng, đó là công cụ gì ạ? Cuối cùng Magic. Magic này thì hoàn toàn giống như là cái công cụ Magic Wand thôi, kèm theo một cái nhấn phím Delete ngầm, có nghĩa là tôi kích vào đâu đó nó đo giá trị tại cái điểm mà kích chuột, tự động lan tỏa ra bốn phía, và lan tỏa xong rồi tìm được tất cả những cái màu mà liên quan rồi thì nó sẽ gì đây, âm thầm delete xóa luôn đi cho chúng ta. Nó sẽ có 2 giá trị contiguous và discontiguous. Contiguous là gì đây, khi nào mà chúng ta chạm phải một cái dải màu mà khác với lại cái màu mà đang xóa thì thôi dừng lại luôn. Còn nếu như mà bây giờ tôi bỏ cái giá trị này đi thì kích một cái lập tức nó sẽ tự động nó tìm tất cả những cái màu có liên quan thì nó xóa sạch đấy. Và như vậy là tôi đã lọc được cái cây dừa này ra một cách cực kỳ nhanh mà không có phải mất thì giờ chọn đó. Như thế là phải áp dụng tư duy ngược, cái gì mà dễ xử lý hơn thì tôi xử lý cái đấy, thì còn lại cái khó đấy. Chứ bây giờ bảo ngồi chọn cái cây thì chắc là sang một quýt. Như vậy là chúng ta đã tiếp cận thêm với một cái công cụ là công cụ tẩy. Thế bây giờ với cái công cụ tẩy này, với giới thiệu thêm như thế, và chúng ta còn để ý thêm cái này nữa nhé, cái erase này thì nó còn có thêm một cái giá trị nữa là erase history đấy. Về mặt nguyên tắc là gì, nó lại có những cái mà tương đồng nhau và nghe rất buồn cười. Ví dụ như cái bút, đáng nhẽ ra là chúng ta dùng là vẽ vào đúng không, nhưng bút mà để ở cái chế độ gì đây clear thì là vẽ vào đâu thì nó xóa đi. Thế còn tẩy thì ngược lại,
Nguyên tắc của nó là tẩy là để làm gì? Tẩy đi những cái không mong muốn. Nhưng nếu mà tôi lại đánh dấu vào cái erase history này nhá. Tôi chọn cái erase history, nếu mà chọn được, không phải trường hợp nào nó cũng cho phép. Tại vì sao? Nó phải nằm ở trong cái chấp thuận, có nghĩa là một cái ảnh nguyên lúc đầu tiên như thế nào nó phải có trạng thái được ghi nhận của nó. Và bây giờ mình mở thử cái ảnh nào đó cho nó có cái trạng thái được ghi nhận đi, ví dụ như thế này, đúng không? Bây giờ tôi vẽ vào đây ba nhang ba cuội hết vào đây, đúng không? Và tôi sử dụng cái tẩy này chẳng hạn, tôi chọn erase history thì tôi có thể tẩy tất cả những cái tôi mới vẽ vào và nó sẽ đưa tôi về cái trạng thái gốc ban đầu của gạch đấy. Nó còn có thêm một tính năng đấy nữa là tẩy những cái mới đi và duy trì còn lại những cái gốc đấy. Thế thì bây giờ quay trở lại cái bài vừa rồi, đó là chúng ta may up cho cái cô này, đúng không? Thế thì bây giờ khi mà tôi làm việc ở trên một layer mới đó, để nó ở chế độ là gì đây, color, và tôi sử dụng màu tôi vẽ vào trong những cái khu vực mà tôi cần đấy, thì bây giờ chúng ta sẽ vẽ một cách thoải mái đi. Có chờm ra thì chúng ta sẽ làm sao đây ạ? Sử dụng tẩy chúng ta xử lý, đúng không? Đây, tăng giảm kích thước đầu tẩy đó. Nếu mà tẩy đúng ra thì chúng ta sẽ sử dụng cái tẩy mềm. Tẩy mềm để làm gì? Để cho nó mềm mại hơn. Ví dụ là những cái chỗ giáp danh thì không nên là tẩy cứng quá, nó sắc thì trông nó sẽ buồn cười. Thì bây giờ đây chúng ta sẽ làm lại này. Đấy, bây giờ tôi dùng tẩy này, kích thước có thể nên lớn một tí và độ mềm cũng nên mềm hết cỡ. Đấy, thế thì tôi chỉ cần là tẩy ven thế này thì cái tẩy đã bắt đầu nó lấn mềm vào trong cái phần muốn xử lý này rồi. Đấy, thấy không? Có chạm vào không? Có chạm vào phần màu đỏ không? Không chạm vào, đúng không? Nhưng mà cái phần mà ria mềm của cái tẩy này nó đã bắt đầu tẩy nhẹ vào trong cái phần môi này rồi. Đó. Và sau đấy thì muốn xử lý thêm nữa, các bạn có hai cách. Một là các bạn tăng hay giảm chính opacity cái thằng này thôi là xong, đúng không? Ví dụ tôi để cho 50% thôi thì nó mềm như này. Hoặc không thì tôi có thể là gì đây, dùng tẩy tẩy trực tiếp vào, nhưng lúc này thì tôi sẽ để opacity nó thấp thôi. Đấy, để tẩy nhẹ dần, mềm dần. Đấy, như thế này thì bắt đầu nó sẽ thật hơn, nó có vẻ là lẩn vào một cách mềm mại hơn. Đấy, với cách như thế này thì các bạn có thể là sử dụng lần lượt làm cái gì thì các bạn làm trên một layer riêng nhá. Bởi vì cái này nó rất là quan trọng là gì, khi mà tôi không thích hoặc là tôi muốn chuyển đổi hay cái gì đó thì tôi có thể là gì đây, điều khiển riêng từng cái phần mà tôi thêm bớt vào đấy, và không bao giờ đụng vào cái layer gốc cả. Đến lúc nào các bạn làm xong xuôi rồi các bạn thích thì các bạn có thể Ctrl Shift E, các bạn ép tất cả các lớp mà các bạn đã làm vào thành một cái lớp duy nhất đấy. Còn nếu mà đang trong quá trình thêm bớt chỉnh sửa tẩy tiết các thứ thì tốt nhất là chúng ta giải quyết bằng cách là chúng ta làm một lớp riêng để cho nó ở chế độ color mà tự động mà hiển thị màu, đúng không? Thực ra thì còn có thêm một cái công cụ này nữa. Đây các bạn quan sát, sau cái công cụ brush này thì chúng ta có một cái công cụ gọi là color replacement tool. Đây bây giờ tôi lại lấy một cái hình ảnh khác ra để làm ví dụ nha. Đây, lại lấy chính cái hình này đi nha. Bây giờ tôi có thể tô màu vào đây. Các bạn quan sát, công cụ này nó cũng lại có một cái dấu chữ thập tương tự giống như là cái tẩy vừa rồi, đúng không? Nếu như mà chúng ta sử dụng cái công cụ brush tool, tôi cũng để ở cái giá trị size lớn như thế này để tôi tô. Các bạn sẽ nhìn thấy cái gì? Để cả để ở chế độ color đi nha. Màu lên
đúng không? Nhưng mà nó bị lem ra ngoài, nó bị lem ra ngoài, đúng không? Bây giờ tôi sử dụng cái công cụ này, Color Replacement Tool, được chưa? Có thấy gì không ạ? Màu có lên nhưng mà làm sao không lem ra ngoài, mặc dù cái diện tích đầu bút này rất to, nó nằm cả trong cả ngoài, lý do cũng vẫn như vừa nãy thôi. Có nghĩa là nó có cái chữ thập để nó xác nhận cái màu mà muốn tô lên. Chữ thập mà để cái màu xanh của cái vải này thì nó sẽ chỉ tô vào cái phần gì đây, xanh vải này thôi, còn xanh trời nó kệ, nó bơ đi không biết. Đấy, bản chất thì vẫn là một, vẫn là cái bút để tô màu thôi. Nhưng mà cái chế độ đây này các bạn nhìn này, nó cũng đã chuẩn, nó chuẩn hóa luôn. Nếu sử dụng cái bút này nó đưa mặc định ngay về chế độ gì đây, color, để phủ màu lên nhưng cũng không làm mất cái nếp gấp hoặc là những cái cấu trúc của cái đối tượng ở bên dưới, đúng không? Nhưng nó thêm một cái tiện ích cho chúng ta là thêm cái dấu cộng này để đảm bảo rằng là không cần phải rón rén, không cần phải tạo ra quá nhiều vùng chọn. Các bạn chỉ việc là gì đây, bấm vào đây các bạn tô màu vào cái phần các bạn cần, và nó sẽ loại trừ những cái màu mà không được mong muốn. Nếu như các bạn đừng để cái trỏ chuột nó rơi vào cái màu trời. Đây, vào màu trời thì lập tức nó tô vào trời ngay, đúng không? Nhưng mà tôi vào đây là vào cái gì đây nhỉ? Vào cái nền của cái vải thì nó lại không tô vào trời nữa, tại vì cái màu trời nó không nằm ở trong cái dấu chữ thập lựa chọn của chúng ta. Do đó thì các bạn có thể tương đối là nhanh nhẹn và dễ dàng trong cái quá trình mà tô đè màu lên một cái gì đó, thay đổi màu cho một cái gì đó mà không mất quá nhiều cái công để mà lựa chọn, để mà tạo ấy. Thế thì với cái cách này các bạn có thể rất là nhanh các bạn thay màu cho một cái, thay màu cho một cái công cụ gì đó, một cái đối tượng nào đó, đúng không? Miễn là các bạn chọn được cái khu vực tô cho nó chuẩn. Đấy, ví dụ đây, cô này biến thành quần hồng rồi, đúng không? Tất nhiên còn nhiều phương pháp nữa, nhiều cái cách thức xử lý khác nữa. Nhưng mà đây là chúng ta đang tạm thời, hôm nay là chúng ta đang nói với nhau về các công cụ. Đấy, hôm nọ thì là tô vẽ bằng lệnh với lệnh phim, đúng không? Còn hôm nay chúng ta giới thiệu công cụ để mà tô và các cái biến thể, các cái cách thức sử dụng của nó. Thế thì bây giờ các bạn thử nghiệm một chút luôn với lại mấy cái công cụ đó đi.